Thưa quý vị, đây chính là hiện trường của vụ cháy chợ số 2 Tân Long ở ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long, khiến cho nhiều kiosk bị thiêu rụi, xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7. Tiếp nhận tin báo, thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với công an địa phương triển khai chữa cháy. Sau gần 20 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng rất nhiều kiosk, chủ yếu là bán trái cây, bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ cháy chợ nêu trên đang được Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân.